Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Bận quá không có lên video nào cho các bác được thì rất mong các bác thông cảm nhá. Đấy, bây giờ bắt đầu vào mùa mưa rồi, máy giặt các bác mua liên tầm tập luôn. Không kịp quay video mà lên mà cho các bác luôn. Em bán một phát hết một dạng này luôn rồi, không có một con nào luôn. Đây là toàn bộ máy chưa dọn thì bác nào lấy thì cứ alo cho em thì em sẽ gửi video cho các bác. Lúc nào rảnh thì em lên video được, bởi vì là máy chưa dọn nó đẹp như mới luôn. Đấy, các bác lấy cứ alo cho em thì em sẽ quay video trực tiếp cho các bác. Ưng chiếc nào thì em dọn chiếc đấy. Đấy, các bác yên tâm vậy. Đây, hai chiếc này em đi thủ đô Hà Nội thân yêu rồi. Hai chiếc trong kia cũng đi Hà Nội nhưng mà lại đi Hà Tây liên kết với Hà Nội. Đấy, còn hai bác này là đúng thủ đô luôn. Đấy, đấy đang lau bọc cho bác. Máy thì bao đẹp, bao bóng, xoay gương luôn. Đấy, xoay gương luôn. Đấy, một chiếc cho một bác đi lính Nam, một bác thì đi trung tâm thủ đô. Đấy, một chiếc này thì vào trong Nam, chiếc kia cũng đi Hà Nội, chiếc kia thì đi Thái Bình, thì chưa kịp lên video cho bác được thì vì bác ấy chưa lấy. Đấy, thì máy giặt em đang rất là nhiều nhá, các bác lấy thì cứ alo cho em. Nhà em thì máy rửa bát này, bếp từ này vẫn đang còn đầy đủ hết nhá. Máy rửa bát thì còn đang còn rất nhiều máy rửa bát. Đấy, bếp ga thì vẫn đang còn, nồi cơm. Đấy, hút ẩm thì em còn rất nhiều hút ẩm thì vài trăm con. Đấy, thì đợt này bận không có thời gian lên nhiều hút ẩm được, thì các bác nào lấy hút ẩm thì cứ alo em. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác và video chi tiết riêng cho các bác. Đấy, đồng hồ thì vẫn đang còn đủ sắc cầu vồng cho các bác chọn, vàng bạc kim cương các kiểu luôn. Đấy, nhôm đồng sắt vụn đấy. Các bác nào lấy đồng hồ thì cứ alo cho hai số điện thoại em ghi sẵn trên màn hình, thì các bác cần chiếc nào thì các bác bổ với nhà em. Đấy, thì máy dọn giặt thì dọn không kịp bán, bếp từ cũng vậy, nên là các bác rất là mong có thông cảm nhé, bởi vì là đợt này mưa gió nó triền miên làm rất là vất vả luôn. Đấy, máy giặt thì các bác nhìn đấy, tháo không còn cái gì để mà tháo ra luôn. Đấy, dọn như là máy lắp ráp luôn. Đấy, các bác lấy thì cứ alo cho em đặt máy nhá. Riêng 5 chiếc này thì đã được các bác đặt tiền hết rồi. Đấy, đã có những lời giao kèo nhận cọc tiền rồi. Đấy, bây giờ bắt đầu dọn cho các bác đây. Tuần sau thì mới giao hết được các bác được. Đấy, giao lần lượt từng bác một. Đấy, máy dọn rất là kỹ luôn. Đấy, tháo tung ra dọn, dọn như nhà máy dọn thì thôi. Đấy, các bác cần máy giặt thì cứ alo cho em. Em còn rất nhiều máy giặt, đủ các đời, đủ các má. Đấy, trừ một số má em không có, vì là em không thích làm thì em không có đâu. Đấy, em chỉ dọn những đời nào nó bền thôi. Đấy, nhà và đồng hồ kêu chuông cứ canh canh. Đấy, đấy, đồng hồ kêu chuông rất là hay luôn. Đấy, các bác cần món gì thì cứ alo cho em nhé. Đấy, nồi cơm, bếp ga, bếp từ, đồng hồ, máy giặt, máy rửa bát, hút ẩm, lọc khí, các kiểu. Đấy, bác nào lấy thì ủng hộ em nhá. Em chào các bác nhá. Quay qua các bác vậy thôi, bởi vì là hôm nay cũng không kịp lên cái video nào cơ, vì là từ giờ đến tối còn bọc 4 chiếc máy nữa để ngày mai còn đi Hà Nội, để cho nó kịp chuyến. Em chào các bác nhá.